Bé của chị còn nhỏ lắm, em phải ngủ lại ở đây ha. Dạ. Kitty, nhắm mắt ngủ đi con. Con đi về phòng đi, để papa về hát ru cho con ngủ. Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con. Tới hôm nay em nghe có tiếng hát trong nhà của mình đó. Hay là ba của Kitty hả chị? Ba có về cho con ngủ không? Dạ.